Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của Nhung. Thì tiếp theo cái clip vừa xong ấy thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tiếp cái bộ này nhá. Cái bộ này thì mình đã úp móng xong rồi này và đã sơn cơ bản ấy. Ở clip trước mình đã hướng dẫn cho mọi người cái cách sơn không bị lem rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người vẽ. Ở đây là mình sẽ vẽ bằng gel cọ nét của hoa hồng. Cái loại này thì vẽ siêu thích luôn ấy. Cực kỳ thích và dùng để kẻ cũng được. Tức là kẻ hầu như là cái nhiệm vụ chính của nó là kẻ. Nhưng mà mình vẽ thì mình thấy cái đầu này ok nên sẽ dùng để vẽ luôn. Thì sẽ sử dụng cái nền đen nhé để vẽ màu trắng. Đầu tiên là sẽ vẽ thành hình cái mắt trước này. Nó là một dạng bò sữa đấy. Ở đây là mình sẽ vẽ một bộ nó có da báo. Nhưng mà mình thấy mấy cái bạn mà đến đây này đưa cái mẫu này thì bảo đấy là da báo nên là bò sữa nên là mình gọi nó là bò sữa. Đầu tiên là sẽ phải vẽ hai cái mắt trước nhé. Vẽ những cái họa tiết như thế này này, nó rất là trừu tượng. Và mình không tưởng tượng được thì mình không vẽ được. Thì ở đây thì mình sẽ tưởng tượng nó là hai con mắt này và bọc khẩu trang kín bốn góc. Toàn đánh dấu x thôi. Tức là đánh dấu x trên, đánh dấu x dưới. Rồi sẽ vẽ những cái đường loằng ngoằng. Hoặc là có gel nhện thì vẽ gel nhện cũng được. Miễn làm sao để cho đấy nó kín cái ngón này và cảm giác cái ngón này nó là màu trắng chứ nó không phải là màu đen nữa. X hai đầu lại này. Rồi tiếp theo là mình sẽ vẽ những cái đường vớ vẩn xung quanh vậy. Ngón này siêu dễ. Cho mọi người biết là cái cọ nét hoa hồng nào xịn và hoa hồng nào không xịn nhá. Rồi tiếp theo sẽ vẩy xuống này. Như thế vẩy xuống giả gel keo bằng nhện mà mình đỡ phải mất công mình vẽ nhiều. Đó. Bên này vẽ xong rồi nhá, thì sẽ vẽ xong bên này. Bên này thì sẽ sử dụng cái gel vẽ màu đen để mình vẽ này. Gel cọ nét màu đen ấy. Cho mọi người nhìn nhá, cái loại gel này là cái gel loại gel không xịn này. Nó là hai loại, nó là hàng loại 2 nhá. Nhìn đi. Cái nét của nó không hề được đặc. Nó rất là lỏng. Và cảm giác là nó sẽ bị chây ra nước. Vẽ cả cho mọi người nhìn này. Và nhìn đi nét của nó sẽ không được. Gọi là nó nhìn nó sẽ không được nhìn nó rất là dại. Nhìn nó không được khôn ý. Cứ thế vẽ nha. Còn đây là loại xịn này. Không biết là nhìn bằng cái cam này thì mọi người có thấy không. Nhưng mà cảm nhận ấy, cảm nhận phát là biết ngay. Nhìn hai loại này, nhìn đít này. Bên phải là loại xịn và bên trái là loại dở. Vẽ bằng loại xịn thì nó sẽ nhìn nó ra một nét màu đen luôn. Còn vẽ bằng loại đều này, cảm giác là nó sẽ rất là loãng. Và không ai để ý, ai không để ý thì không biết được đâu. Và khi mà mua đồ ấy thì hãy tỉnh táo lên. Bởi vì là cùng một cái nhíp nhá, mình có thể nói cho bạn nghe này, cái này là chia sẻ thật lòng này. Cùng một cái nhíp nhá, cùng một hình dáng luôn, nhưng mà sờ vào chất liệu khác nhau hoàn toàn. Và cảm giác khác nhau hoàn toàn 100% luôn. Cái đấy là có thật. Bên này cũng vẽ tương tự như bên kia này. Sẽ vẽ hai cái mắt trước này, rồi sẽ vẽ những cái nét loằng ngoằng sau. Chọn mua gel cọ nét thì mình khuyến cáo mọi người là nên đến test trực tiếp. Trừ những cái người mà người ta làm nghề rồi người ta chia sẻ cho mọi người cái cách làm rồi những cái dụng cụ làm mà người ta đã làm, đang làm nhá. Còn đâu ấy thì toàn bộ người ta đi buôn thì mình không, tức là mình không test trực tiếp thì mình gọi là gì nhỉ? Mình hãy đi ra test trực tiếp nếu có điều kiện. Còn nếu không thì hãy tham khảo thật kỹ vào, vì những cái này này nó rất là nhạy cảm và những cái người nào mới người ta không biết được đâu. Thật sự là không biết được. Đến cả mình ấy, mình đang dùng mà mình còn chẳng nhận ra nữa là. Bởi vì là mình dùng hết 2 cây rồi, 3 cây rồi. Những cái cây mà mình vừa vẽ mình bảo hàng lởm đấy. Giờ mình mới nhận ra cái dấu hiệu của nó, cái đít nó có cái kiểu gì ấy. Mà vẽ nhìn nó không được đặc nét đâu. Đó, bên này nhìn đặc nét là biết này. Giờ sẽ sử dụng cái cây bút chấm bi nhá. Cây bút chấm bi là một trong những cái cây bút mà mình gọi là dùng nhiều nhất và tiện nhất ấy. Dùng nó dễ nhất. Sẽ chấm hai cái đấy vào đây là xong. Nếu muốn mắt to hơn thì sẽ di nhiều lần và chấm nhiều lần này. Tức là chấm bằng cái đầu to hơn ấy. Nhưng mà mình cảm thấy đầu như thế này là ổn rồi thì mình sẽ chấm bằng cái đầu này thôi. Bên này cũng tương tự như thế, chấm này. Như kiểu corona đang đeo khẩu trang ấy.
kẻ thêm một số nét nữa này. Cảm giác cho nó giống gieo mạng nhện ấy. Nhưng mà nếu mà có gieo mạng nhện ở đây thì mọi người làm bằng gieo mạng nhện cũng được. Ở những cái phần ở cuối kìa, nó sẽ có nét to, nét bé, nhìn nó tự nhiên hơn là những cái như thế này. Đó. Thế thôi. Xong là mình sẽ vẽ sang bên kia. Được. Nhìn cảm giác là cái ngón này là nó là ngón trắng chứ không phải ngón màu 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 đen nữa. Bên này cũng vậy này. Sẽ đi loanh quanh móng. Tiếp theo đấy là bây giờ mình hơ xong rồi thì sẽ gọi là nhìn lại một lần tổng quát nhé, xem nó có sơn nào bị trờm, bị chiềm không ấy, thì sẽ lấy rũa rũa đi. Còn đây mình sơn ổn, sơn ok hết rồi thì bắt đầu sẽ sơn tốp này. Tốp thì ở đây mình sẽ sử dụng tốp bóng. Nó mới có một cái loại mới của Vinimate là cái tốp kim cương không xước, không gọi là không xước này, không bong ấy, bền. Nhưng mà mình chưa thử, hôm sau mình sẽ làm clip test thử cho mọi người xem. Với mình thì những cái bay tốp thông thường như thế này nó đã có đạt được một cái độ bền rất là bền rồi ấy. Thường thì mình làm móng cực kỳ bền 1 tháng đến 2 tháng. Những cái bộ móng chân thì có thể đến 3 đến 4 tháng. Nó siêu bóng luôn. Và nên là mình không có nhu cầu để tìm hiểu thêm một loại nào bền nữa. Nhưng mà mình muốn test thử cho các bạn xem là cái độ bền của những cái bộ móng kia như thế nào. Bền nó sẽ dựa trên nhiều yếu tố nhé. Thứ nhất nó phụ thuộc vào bay tốp này. Thứ hai nó thuộc vào sơn, phụ thuộc vào sơn này. Thứ ba nó phụ thuộc vào cái kỹ thuật của mọi người. Và thứ tư nó phụ thuộc vào cái kiểu là nhiều khi nhá, kỹ thuật tốt này, đồ dùng tốt này, nhưng mà về khách dùng như phá thì thật sự là không có bộ móng nào nó bền được. Đấy là một phần là do người ta nữa. Nhưng mà để mà quá trình mà nó bền ấy thì mình nên gọi là gì nhỉ? Nên sơn một cái lớp cứng móng lên. Hoặc là nếu mà ai không có cứng móng ấy thì trải một cái lớp gel lên. Gel IBD ấy hoặc là gel EAA. Mấy cái loại gel lạnh đấy toàn bộ gel tốt nhé, nhưng mà nhớ là phải hàng Mỹ cơ. Nếu mà nó hàng tàu thì nó rất là nóng và rát, tạo cái cảm giác là nó rất là rát ấy. Và những cái bộ như thế này này, mình sẽ chỉ cần là làm hai ngón trang trí như vậy là được. Không cần phải quá cầu kỳ nhá, không cần phải nhiều quá đâu. Thực sự là mình chỉ cần sơn trơn này, rồi sẽ design một hai ngón, phối một hai ngón là được. Những cái bộ móng, những cái phần móng form, móng úp như thế này rất là đẹp nhá. Mọi người nhìn kỹ mà xem. Zoom mà càng gần lại thì càng thấy đẹp. Nếu mọi người biết cách chọn form này, rồi là biết cách úp, úp làm sao cho nó bền ấy, nhìn nó rất là xinh. Vừa khít như móng đắp gel và móng đắp bột luôn, không khác hẳn nhau là bao nhiêu đâu. Rồi, bây giờ sẽ cho đi hơ là xong. Đây là bộ móng mà sau khi mà mình đã trang trí xong, úp móng xong và sơn màu xong. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.